Tháng 5 năm 2022, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Long Điền đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ hơn 1.500 tỷ đồng, lũy kế trên 8.700 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp gần 357 tỷ đồng, lũy kế gần 2.000 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay trên 243 tỷ đồng, đạt hơn 46,4% kế hoạch năm. Đây là kết quả nổi bật được nêu ra tại cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền. Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện giúp huyện Long Điền thực hiện tốt các chỉ tiêu văn hóa xã hội. Huyện Long Điền đang đẩy mạnh công tác vận động người dân thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đề nghị các phòng ban, đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp khôi phục phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân huyện Long Điền khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn, hoàn thành và đưa vào hoạt động mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Long Điền. Lãnh đạo huyện Long Điền cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho người dân theo kế hoạch.